Chuyến làm khách đến sân Sultan Qaboos của Oman tối nay được dự báo đầy khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể yên tâm phần nào khi sẽ có trong tay được những quân bài tốt nhất. Hãy cùng đến với đội hình 11 cái tên dự kiến của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đáng chờ đợi vào đêm nay với Oman. Trong khung gỗ, đầu tiên chúng tôi phải khẳng định thủ môn Tấn Trường vẫn là lựa chọn số 1 trong tay thầy Park ở đợt tập trung này. Màn trình diễn của thủ thành Hà Nội FC trong những trận đấu đã qua cũng không phải tệ đến nỗi phải nhận không ít những chỉ trích từ một bộ phận netizen sau trận thua Trung Quốc. Tuy vậy, FPT Bóng Đá Việt muốn lựa chọn Văn Toàn sẽ bắt chính đêm này. Lý do là bởi thủ môn trẻ này sẽ cần được những trải nghiệm nhiều cho ban huấn luyện có thêm những lựa chọn khi cần thiết. Bên cạnh đó, ngay sau trận đấu với Oman, Văn Toàn sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển U23 để dự vòng loại U23 châu Á. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cần Văn Toàn lấy lại cảm giác thi đấu sau quá nhiều thời gian phải tập chay và ngồi dự bị để hướng tới những trận đấu quan trọng sắp tới của tuyển U23. Ở bộ ba trung vệ, đội trưởng Quế Ngọc Hải, người bị đau nhẹ ở cổ chân, vắng mặt ở buổi tập đầu tiên ở trên đất Oman, đã quay trở lại cùng toàn đội. Trung vệ Viettel sẽ sẵn sàng xuất phát ngay từ đầu trước Oman. Anh sẽ xuất hiện cùng đồng đội tại câu lạc bộ Bùi Tiến Dũng và đàn em Trần Đình Trọng. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã mắc lỗi trong các bàn thua với Trung Quốc vừa qua mà đa phần là những sai lầm trong phán đoán tình huống. Do đó, một trung vệ chơi đầu óc như Đình Trọng sẽ là một lựa chọn phù hợp ở trận đấu với Oman, nhất là khi đối thủ sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt, sức can lướt nhưng lại không quá sắc sảo ở phần sân đối phương. Sự ăn ý, hiểu nhau, bản lĩnh chật mạc của bộ ba trên vẫn sẽ đem đến sự yên tâm nhất định cho người hâm mộ. Ở hai vị trí chạy cánh, vì huấn luyện viên Park Hang-seo là người ưa thích sự ổn định nên Hồng Duy và Văn Thanh có thể sẽ đá chính. Trong khi đó, Hồ Tấn Tài sẽ đóng vai trò như người thay thế, giống như trận gặp Trung Quốc. Công việc dự kiến của bộ đôi cánh đội tuyển Việt Nam trận này sẽ hết sức vất vả. Qua 3 trận đấu đầu tiên, Oman thể hiện điểm mạnh lớn trong khả năng triển khai bóng biển với những cầu thủ giàu tốc độ. Bộ đôi cầu thủ này có nhiệm vụ giảm thiểu sự nguy hiểm của những pha tấn công của đối phương từ hai cánh. Bên cạnh đó, điểm yếu cần được cải thiện ở trận đấu với Trung Quốc là hạn chế tối đa những quả tạt dễ dàng cho tiền đạo đối phương không chiến. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Hoàng Đức và Đức Huy sẽ là lựa chọn phù hợp vào lúc này với huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị trí của Hoàng Đức đơn giản là không thể thay thế. Cầu thủ Viettel vẫn đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn là nhân tố chơi sáng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam xuyên suốt các trận đấu đã qua tại vòng loại 3 World Cup 2022. Nếu có sự điều chỉnh, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ mạnh dạn thay đổi vị trí còn lại. Người đồng hương Hải Dương Đức Huy của Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để tăng chất thép cho đoàn quân áo đỏ. Không thoát pressing tốt như Tuấn Anh, bù lại thể lực dồi dào của Quang Tử có thể đem đến một giải pháp ổn định hơn trong khoảng 2/3 thời gian trận đấu trước khi Tuấn Anh được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Trên hàng tấn công, Quang Hải và Tiến Linh cũng gần như chắc suất trong sơ đồ 3-4-3. Ở vị trí còn lại, ban huấn luyện sẽ cân nhắc giữa Văn Đức, Văn Toàn và Công Phượng. Với sự sa sút phong độ của Văn Đức trong thời gian gần đây, nhiều khả năng Văn Toàn sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tốc độ và khả năng gây đột biến của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ mang đến sự đột biến trong những pha phản kích của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là khi Oman sẽ chơi áp đặt và dâng cao đội hình. Còn lại, Công Phượng nhiều khả năng sẽ lựa chọn ở băng ghế dự bị. Và người hâm mộ sẽ rất chờ đợi vào khả năng gây đột biến của Công Phượng như cách anh đã làm trong bàn thắng gỡ hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. Còn bên phía Oman, đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ quan trọng bậc nhất là tiền vệ Abari do chấn thương. Huấn luyện viên Ivan Kovic sẽ phải đau đầu tìm kiếm giải pháp thay thế cầu thủ mang áo số 8 này. Ngoài ra, đội bóng Tây Á vẫn có những cái tên tốt nhất để sẵn sàng giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào một thử thách lớn nữa và hy vọng rằng những điều chỉnh của ban huấn luyện sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện được thành tích và mang về điểm số lịch sử tại vòng loại 3 World Cup. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.